Ăn cơm chan nước mưa. Dạ, của bác đây ạ. Cả nhà tôi đều nghiện mì của cậu đấy. Ngày nào không mua là ông nhà tôi lại nhắc à. Cảm ơn bác ạ. Này anh Dũng, món mì nhà anh có bí quyết gì mà ngon vậy? Bí quyết gì đâu, vợ chồng chúng tôi chỉ tự tay làm tất cả mọi thứ. À, thì ra là bí quyết là thuận vợ thuận chồng. Vợ chồng cùng chăm chút nên món mì trở nên đặc sắc đây mà. Gớm, có người chồng chu đáo và khéo léo như vậy, chị thật có phúc quá đấy. Ê, người chủ quán xinh thật, lại còn đảm đang nữa. Ấy vậy mà suốt ngày phải vất vả đứng bán hàng rong thế này. Tiền chợ 500.000, tiền nước 100.000, tiền điện 250.000. Sao tháng này tiền điện lại tăng thế nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Thật ngại quá. Xin cho tôi được chuộc lỗi bằng cách đưa cô về được chứ? Thôi ông ạ, à, tôi đi bộ quen rồi. Lên chiếc xe sang như thế kia, tôi không quen. Hãy, cô đừng nói thế. Những chiếc xe hơi đắt tiền được sinh ra là để đưa đón những người phụ nữ đẹp như cô đây. Ông cứ nói quá lời. Nào, mời người đẹp lên xe. Mấy tháng sau. Nhà mới trả cửa, chán đời. Làm quần quật mãi cũng như không. Chẳng biết đến bao giờ mới có nổi cái nhà tử tế để ở. Mình bán hàng rong, tuy đông khách, nhưng lời chẳng đáng là bao. Muốn xây nhà thì cũng phải tích góp dăm 10 năm nữa mới đủ. Thôi, mình chịu khó một thời gian nữa vậy. Dăm 10 năm, mình cứ phải chịu khổ mãi thế này sao? Chồng với chả con, có bằng được như 1/10 người ta thì... Mấy tháng sau, tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Xin anh tha lỗi. Tại sao? Tại sao cô ấy lại bỏ mình mà đi? Anh Dũng, cho tôi tô mì. Mà sao dạo này anh chỉ đi bán một mình thế? Vợ đâu rồi? Thời gian sau. Cả tháng nay không ngày nào ăn cơm ở nhà, gọi điện thì không được. Rốt cuộc thì anh ấy đi đâu? Anh ấy muốn thế nào đây? Dọn hết đi, tôi không ăn gì nữa cả. Hay để tôi nấu cho bà tô mì. Tô mì? Anh Dũng bây giờ sống thế nào nhỉ? Tiện đi qua, mình chỉ tò mò một chút thôi. Sao anh ấy hôm nay nghỉ bán hàng nhỉ? Bác ơi, cho em hỏi. Dạ, bác cho em hỏi, trước đây ở phố này có gánh mì rong, nhưng bây giờ thì không thấy. Đúng là trước có gia đình anh Dũng bán mì ở đây. Mì rất ngon, cả phố ai cũng thích. Nhưng... Nhưng sao vậy bác? Thì tôi nghe nói là từ lúc vợ anh ấy bỏ nhà đi theo người đàn ông khác, quán mì càng ngày càng thưa khách. Dần rồi tới lúc anh ấy cũng không cầm cự được, phải dọn đi. Sao lại như thế được chứ? Mì anh ấy nấu ngon như vậy. Tôi cũng không rõ nữa, chỉ thấy khách họ ăn rồi bảo từ ngày chỉ còn một mình mì anh ta nấu ra, bát nào cũng cay tê tái, không ăn nổi. Cô làm sao thế? Không có gì đâu bác, có hơi hạt bụi rơi vào cháo bị cay mắt thôi à. Từ ngày chỉ còn một mình mì anh ta nấu ra, bát nào cũng cay tê tái, không ăn nổi. Trời ơi! Đồng 10.000 của mẹ. Con gái ngoan, bám tay vào mẹ kẻo ngã nhé. Hôm nay lên lớp phải ngoan nghe con. Dạ vâng ạ.
trong túi mẹ có tiền lẻ hay mẹ bỏ quên? Ôi, có tiền mình được ăn thật nhiều kẹo, có thật nhiều bút màu. Cháu chào bà ạ. Cho cháu kẹo này, kẹo này, kẹo này. Mình thật là giàu có. Lần đầu tiên mình có nhiều tiền như thế. Và có thể mua được bao nhiêu là kẹo. Ly, em lấy 10.000 của mẹ phải không? Tiền mẹ để ở trong túi để đi chợ hôm nay. Đâu, em đâu có lấy. Thế kẹo kia ở đâu ra? Mẹ biết rồi nhé. Về, mẹ cho ăn đòn vì cái tội lấy trộm tiền. Con mèo hư này, ăn vụn cá của bé Ly và anh Tích. Thì hôm nay hai anh em ăn gì hả? Đây không phải đồ của mày nghe chưa? Mày ăn vụn sẽ bị phạt cho chừa nhé. Các con ăn nhiều vào, ăn ngoan rồi chơi ngoan nhé. Cô Tích thì học bài đi. Không hiểu chỗ nào thì mẹ sẽ chỉ bài cho. Hôm nay con đi học có gì hay không kể cho mẹ nghe nào. Con xin lỗi vì đã lấy 10.000 trong túi của mẹ đi mua kẹo. Sao mẹ không mắng con, đánh con sợ lắm. Con biết lỗi sai của mình chưa? Con biết ạ, nhưng thật sự con không có cố ý. Lúc ấy sờ tay vào áo mẹ có tiền, con nghĩ đến những chiếc kẹo xanh đỏ và con đã cầm nó. Con nghĩ mẹ để quên, mẹ sẽ không nhớ đâu. Con xin lỗi mẹ. Con gái à, nhà mình còn vất vả, đồng tiền kiếm ra chẳng dễ. Nó là mồ hôi công sức của bố mẹ. Bố mẹ đi làm để kiếm tiền mua rau, mua cá nuôi các con. Đồng tiền đó được tiêu vào những thứ chính đáng. Mẹ biết con gái của mẹ không phải người xấu lấy cắp tiền của mẹ, mà chỉ là một phút thèm muốn kẹo mà không cưỡng lại được thôi. Mẹ không mắng con, cũng như không đánh con. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng việc lấy tiền như vậy là sai rồi. Con còn bé, không nên tiêu tiền con nhé. Mẹ có giận con nữa không? Mẹ có ghét con không? Mẹ không ghét con đâu. Con biết lỗi là tốt rồi. Và hãy nhớ lấy bài học này nhé. Đừng bao giờ lấy đồ của người khác nữa nha con. Cuốn nhật ký của mẹ. Chà chà, con gái của mẹ xinh quá. Vì con là con gái của mẹ mà. Ngày trẻ mẹ cũng xinh đẹp nhất vùng đó thôi. Mẹ ơi, con thấy thật có lỗi với mẹ. Hồi nhỏ thì con đi học xa mẹ suốt, rồi lại đi du học xong thì đi lấy chồng. Lúc nào cũng để mẹ vò vỏ một mình. Không sao, không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ quen rồi, thi thoảng vợ chồng con về thăm mẹ là được rồi. Mẹ, con ước chi mẹ và bác Tuấn có thể... Linh, mẹ con mình không nói đến vấn đề này nữa được không con? Mẹ... Cha, hồng phấn dạo này nở đẹp quá. Cô Linh, chào chị. Chị ra vườn tưới cây đấy hả? Cô về lần này được lâu không? Mấy hôm cô về, chị thấy bà vui vẻ hẳn ra đấy. Chứ những ngày cô đi học xa, bà hay buồn lắm. Có những hôm chúng tôi sang chơi mà nhắc đến ông là bà toàn khóc thôi à. Rõ khổ, đáng lẽ em không nên lấy chồng xa mới phải. Để mẹ một mình trong bao năm, em thấy có lỗi với mẹ quá. Hay là vận động bà chuyển đến ở cùng vợ chồng cô đi. Vợ chồng em cũng muốn thế, nhưng mẹ em không đồng ý. Mẹ cứ muốn sống với những kỷ niệm nơi đây, em cũng không thể làm gì khác được. Vâng, tôi hiểu. Bà sống nặng nghĩa nặng tình lắm. Này, chị thấy bác Tuấn thế nào? Bác Tuấn ư? Bác ấy thật tốt bụng và dễ mến. Mà có vẻ bác ấy cũng quan tâm đến bà lắm đi.
Em cũng thấy mừng, ước chi có một ngày mẹ em và bác ấy về chung một nhà. Nếu được như vậy thì đến hàng xóm chúng tôi cũng thấy vui lây ấy chứ. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi. Gì vậy hả con? Mẹ ơi, thời tiết hôm nay rất đẹp, con muốn làm một bữa tiệc nhỏ mời mẹ. Mẹ ơi, chúng ta mời thêm bác Tuấn sang dự tiệc cùng chung vui nhé mẹ. Những khóm hồng phấn bác ấy cho nhà mình đã nở hoa rất đẹp rồi. Mẹ ơi. Sao con? Con thấy bác ấy tốt tính lại rất quan tâm đến mẹ đấy. Hôm trước mẹ mệt, gặp con lúc nào bác ấy cũng hỏi thăm đấy. Mẹ ơi, hay là mẹ chấp nhận tình cảm của bác ấy đi mẹ. Như thế con đi xa cũng sẽ cảm thấy rất an lòng mẹ à. Linh, mẹ cũng đã già và không nghĩ đến chuyện đó nữa. Trái tim của mẹ giờ đã khép lại rồi. Mẹ, sao mẹ lại bảo thủ thế cơ chứ? Cha con đã mất từ lâu rồi, mẹ cần có cuộc sống riêng của mình. Mẹ tìm đâu ra một người tốt như bác ấy cơ chứ? Năm năm sau, mẹ Linh vì bệnh mà qua đời. Hôm nay cô quay trở lại ngôi nhà của mẹ lần cuối. Ngôi nhà vẫn còn đây, vậy mà mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ. Linh. Bác Tuấn. Cháu về thu dọn đồ đạc đây à? Vâng thưa bác, hợp đồng mua bán nhà cũng đã làm xong rồi ạ. Cháu dọn dẹp lại một chút đồ đạc tư trang của mẹ cháu rồi đi luôn. Vậy là cháu sẽ mãi mãi xa nơi này ư Linh? Bác sẽ buồn lắm đấy. Bác Tuấn, cháu cũng vậy, nhưng nhất định khi có dịp cháu sẽ về thăm bác. Giá mà trước đây bác có thể là dượng của cháu, thì có phải là mẹ không cô đơn khi tuổi già không? Thôi nhắc lại chuyện cũ làm chi cháu. Mẹ cháu chắc cũng có lý do riêng của mình. Hãy tôn trọng bà ấy cháu à. Thôi cháu xin phép lên phòng dọn đồ đạc đây bác. Ừ cháu lên đi. Là cuốn nhật ký của mẹ. Anh à, còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, em đã tông xe làm hỏng đuôi chiếc xe của anh. Em nghĩ anh đã trách, nhưng anh đã không làm. Ngày mình yêu nhau, có lần em nhất quyết đòi anh đưa ra biển. Anh nói trời sẽ đổ mưa, nhưng anh vẫn chiều em. Quả là mưa thật. Em nghĩ là anh sẽ trách, nhưng anh đã không làm thế. Còn nhớ một lần vì hiểu lầm, em cố tình chọc tức anh, những tưởng anh sẽ bỏ rơi em, nhưng anh đã không làm thế. Và còn bao nhiêu việc khác nữa, suốt cả cuộc đời anh đã âm thầm làm để bảo vệ cho em, chăm sóc em. Tình yêu của anh luôn nhẹ nhàng mà thủy chung, bất biến như nhành hoa tím này. Mẹ, mẹ, tình yêu của mẹ dành cho cha thật sâu đậm và mãnh liệt biết bao. Con gái vô tâm đã không hiểu nỗi lòng của mẹ rồi. Cuộc hẹn. Chết, phí mất cái áo trắng vẫn còn mới. Lúc nào rảnh em mua hộ anh mấy đôi tất mới nhé. Tất của anh cũ quá rồi. Vâng em nhớ rồi. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một đôi giày mới nữa. Giày của con cũng chật quá rồi. Được rồi, chân bằng cuốc thế thì chỉ vài năm nữa chắc phải đi đặt giày cho con mất thôi, con trai à. Đôi này đẹp quá, chắc là cu cậu thích phải biết. Tất cho chồng mua rồi, giày cho con cũng mua rồi, đồ làm bếp cũng mua đủ cả. Chắc không còn quên gì nữa đâu nhỉ. Ra quầy thanh toán thôi. Ôi, cái áo sơ mi này đẹp quá. Cái váy này mình nhìn cũng thấy rất ưng ý. Hay là mua cho chồng mình cái áo sơ mi này, nó đẹp quá. Áo của chồng mình bị lem mực mất rồi. 400.000, hơi đắt,
nhưng chắc anh ấy sẽ rất thích. Thôi, dành tiền mua áo cho chồng, mình có mua váy về, cũng đâu có mấy khi mặc, phí cả ra. Ăn thôi mọi người ơi, đói quá rồi. Hôm qua được chồng tặng đồng hồ mới có khác, cả ngày cứ cười ngoác ra thế kia mà. Biết vợ thích từ lâu rồi, tối qua tự nhiên lúc đi ngủ thấy hắn đặt dưới gối chứ. Cũng biết cách lấy lòng vợ ghê, lại còn hẹn trưa mai qua công ty đón vợ đi ăn nữa chứ. Nhất nàng rồi nhé, ganh tị quá cơ. Chồng yêu chiều đến thế là cùng. Đeo cái đồng hồ này vào, trông như quý cô sang chảnh. Ra đường ai bảo đã có một chồng hai con chứ. Phải đấy, ra đường vẫn khối anh xin chết là cái chắc. Chẳng bù cho tôi, từ ngày sinh con đến giờ con lớn đùng ra rồi. Chồng chưa đưa đi làm được buổi nào, cũng chẳng bao giờ hẹn hò buổi trưa. Đã thế hôm trước ra chợ, có cô bé trẻ trẻ xinh xinh, chắc mới ra trường lại gọi mình bằng cô mới chán chứ, nẩu hết cả ruột. Này, nhưng mà nói thật nha, cậu cũng cần một cuộc cải tổ đấy. Đi làm phải váy bó, giày cao gót, trang điểm lên nó mới đẹp. Ai lại suốt ngày quần Âu, áo sơ mi giản dị thế này? Phải đấy, mình lúc nào cũng phải đẹp, phải xinh, thì chồng mới yêu chiều, mới lo mất, mới nâng niu chứ. Mà ra đường, mình cũng thấy tự tin hơn rất nhiều. Đành là vậy, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc nào cũng chỉ muốn vung vén cho chồng con hết thôi. Vừa nhắc đến thì chồng gọi, giữa trưa không biết có chuyện gì. Mau nghe đi. Anh à, em đây. Em à, em ăn cơm chưa? Anh đang ở gần công ty em đây, ra ngoài ăn trưa đi. Bây giờ á anh? Ừ. À vâng, thế cũng được. Thế mà kêu chồng chẳng bao giờ hẹn đi ăn trưa. Tự nhiên hôm nay sao ấy chứ, bình thường có bao giờ thấy rủ vợ gì đâu. Thế mau đi thôi. Này, hôm nay hẹn chàng thì phải trang điểm một tí chứ, cho nó xinh. Tôi có cái váy mới mua, chắc cậu cũng mặc vừa. Mặc vào cho chồng bất ngờ ngất luôn. Thôi thôi, da tôi đen lắm, mặc váy ngại chết đi được. Với lại chỉ là đi ăn trưa thôi mà, mấy bà cứ làm như đi dự đại tiệc không bằng. Không được, ăn trưa cũng phải đẹp. Nào, đi vào nhà vệ sinh thay đồ nhanh. Ui, từ từ nào. Thế nào, trông có kỳ lắm không? Trời ơi, đẹp quá Ngân ơi. Phải thế này chứ, đảm bảo lão chồng bà sẽ ngất trên cành quất cho mà xem. Thôi đi, đừng trêu người ta nữa. Đi đây không lão lại chờ. Chúc vui vẻ nha. Dạ em chào chị. Chị dùng gì ạ? Cho chị một ly sinh tố xoài trước nhé. Dạ vâng ạ. Alo anh à, anh tới đâu rồi? Em à, hội bạn anh lại gọi gấp, để tập trung bàn về giải bóng tổ chức cuối tuần này, nên anh không qua chỗ em được nữa nhé. Vâng, vậy thôi anh đi đi. Dường như với anh ấy, mình chẳng có chút nào quan trọng. Mình hy sinh tất cả vì gia đình, vì chồng, vì con, tới bản thân cũng chẳng có thời gian chăm chút. Dạ em mời chị, nước của chị đây ạ. Cảm ơn em. Dạ, có một người gửi tặng chị cái này ạ. Sao? Tặng chị hả? Ai vậy? Dạ em cũng không rõ, anh ấy nhờ em đưa cho chị rồi đi luôn ạ. Em tình cờ bắt được khoảnh khắc tuyệt đẹp này của chị, tặng chị, chúc chị mãi là người phụ nữ đẹp như bây giờ. Bấy lâu nay mình thật sự không để ý, giờ thì mình hiểu ra rồi. Là phụ nữ trước tiên hãy biết yêu bản thân, biết sống cho mình thì mới có thể khiến người khác yêu mình và luôn cảm thấy hạnh phúc được. Kể từ nay, mình sẽ luôn là một người phụ nữ đẹp và tự tin. Bắt trộm lừa. Bắt lấy nó, bắt lấy nó. Này, có chuyện gì mà chạy hớt hải thế? Tìm chỗ trốn cho tôi đã rồi nói chuyện sao? Núp sau gốc cây này. Anh có thấy một người vừa lùn vừa béo chạy qua đây không? Tôi vừa thấy một người như thế chạy đằng kia kìa. Cảm ơn cậu nhé. Ra được rồi đó ông tướng, họ đi rồi. Cảm ơn ông bạn. Còn đây là phần của cậu. Này, ông lấy đâu ra mà nhiều tiền thế?
Tôi đi ăn trộm của người ta đấy. Hóa ra lúc nãy ông bị người ta đuổi đánh là do đi ăn trộm hả? Đúng thế. Nghề này tuy hơi mạo hiểm, nhưng mà nói thật nhiều tiền lắm. Lại không vất vả gì. Làm một vụ ăn chơi cả tuần, có khi cả tháng luôn. Ừ, thằng này kể ra cũng hay. Chả như mình lao động vất vả, chăn trâu chăn bò, cùng lắm cũng chỉ dư mấy đồng tiêu pha. Hay là... Tèo này, hay là ông cho tôi theo ông học nghề nhé. Ừ, thế cũng được. Nhìn ông cũng nhanh nhẹn, chắc học nhanh thôi. Không hiểu sao, dạo này làm ăn chán quá à. Người khôn của khó, ai ai cũng đề phòng hay sao ấy. Trộm cắp như bọn mình chả có cửa mà trộm đồ. Ông nhìn kìa. Hey, cái nhà nhìn như túp lều kia thì có gì mà lấy. Thì đang khó khăn, còn kén chọn gì nữa. Có gì thì lấy nấy, đem bán được đồng nào hay đồng ấy. Cũng phải vậy thôi. Kiếm mấy đồng ăn đã, chứ mấy nay đói lắm rồi. Vào đây, chờ trời tối rồi chúng ta thực hiện kế hoạch. Sắp đến lúc hành động rồi, chủ nhà chắc đã đi ngủ. Ông định làm gì thế hả? Thì trèo lên cưỡi lừa chứ sao? Đi bộ cả ngày mệt mỏi, vất vả rồi phải trèo lên để đi cho đỡ mệt chứ. Cưỡi gì mà cưỡi? Tôi định bán nó lấy tiền. Cởi lên nó, đến chợ nó mất sức rồi lăn đùng ra mà chết thì sao? Chết thế nào mà được? Tôi mệt lắm rồi, giờ không đi bộ được nữa đâu. Xuống mau, béo thế kia con lừa làm sao đủ sức chở anh đến chợ? Anh làm gì thế hả? Sao dám đẩy tôi xuống đất? Đồ ngốc, xuống mau, anh không được cãi lời thầy. Thầy gì mà thầy, ông là đồ ngốc thì có. Chỉ vì ông mà công việc của tôi ngày càng khó khăn hơn. Đúng là của nợ. Này thì ngốc này, đồ hỗn xược. Đau quá đi mất. Dám trộm lừa nhà ta hả? Được rồi, cứ ở đấy. Mai ta đưa đến quan huyện. Xin bác tha cho. Tha là tha thế nào? Khỏe mạnh thế này không chịu lao động mà đi trộm cắp hả? Đúng là tiêu đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.